Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi mạnh dạn đưa những cái nội dung cơ bản vào trong một cái playlist để quý vị và các bạn dễ hiểu hơn. Thì trong cái loạt đối chất này tôi bỏ vào một cái danh sách phát để quý vị và các bạn cặn kẽ hơn. Nếu trong trường hợp chúng ta khởi kiện ở tòa, nếu chúng ta là bị đơn, thậm chí chúng ta là nguyên đơn, thì chúng ta có yêu cầu hoặc có cái yêu cầu từ phía tòa án thì chúng ta sẽ biết đối chất là như thế nào. Trên tay tôi là một cái quyết định đối chất. Thì cái quyết định đối chất này được tòa án tiến hành đối chất theo cái quy định tại điều 100 khoảng 1. Khi xét thấy các bên đương sự có mâu thuẫn về lời khai thì sẽ tiến hành đối chất để làm rõ được sự kiện khách quan. Thì cái quyết định đối chất cũng giống như bất cứ những cái quyết định của tòa, cái quy định pháp luật khác, thì tòa sẽ ban hành, thứ nhất là cái quyết định đối chất của tòa án nhân dân cấp quận, cấp huyện, cấp tỉnh gì đó, và căn cứ vào điều 100 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm hiện tại thì sử dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nhé quý vị và các bạn. Thì theo điều 100 về đối chất thì nó có hai ý. Ý thứ nhất là xét theo yêu cầu của các bên đương sự, hoặc tòa thấy cần thiết phải tiến hành đối chất giữa ba nhóm người. Thứ nhất, các bên đương sự với nhau. Thứ hai là đương sự và người làm chứng. Cái thứ ba là giữa người làm chứng với nhau. Và ý thứ hai là việc tiến hành việc đối chất thì nhất thiết phải làm phiên bản, phải có chữ ký của các bên tham gia đối chất. Thì như vậy thì rõ rồi. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi có một cái nội dung, đó là một cái bản án của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh hủy. Trong đó Tòa án Nhân dân cấp tỉnh yêu cầu xét thấy cần thiết phải tiến hành đối chất giữa các bên đương sự. Các bên đương sự trong vụ kiện này bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan và cả người làm chứng nữa. Thưa quý vị và các bạn, để tóm lại trong một nội dung này thì tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe. Nguyên đơn khởi kiện cho rằng ông chuyển nhượng quyền sử dụng đất với cái giá là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị đơn cho rằng cái việc mà trả lại tiền đó là cái việc vay nợ, chứ hoàn toàn không có cái việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực sự. Và cái khó trong cái hồ sơ này đó là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng là người tham gia đại diện ủy quyền. Và khi cái vụ việc thì nguyên đơn cho rằng đây là một cái chuyển nhượng, một cái giao dịch thực sự, và bị đơn phải có nghĩa vụ trả tiền cho nguyên đơn. Tuy nhiên nguyên đơn bảo, bị đơn bảo rằng không, tòa ơi, đây là một cái tranh chấp hợp đồng vay tiền. Thì tòa án sau khi xét xử sơ thẩm đến phúc thẩm, tòa án cấp phúc thẩm đã tiến hành hủy cái bản án này và đưa về sơ thẩm. Quý vì và các bạn biết không, đây vì lý do bảo mật thì cho nên tôi chỉ liếc sơ, đây là một cái hồ sơ phúc thẩm. Thì trong cái hướng dẫn của tòa cấp phúc thẩm hủy, trong đó có một cái nội dung là xét thấy lời khai là có sự mâu thuẫn, cụ thể xét về nguồn gốc phát sinh tranh chấp. Hồi nãy tôi có nói với quý vị và các bạn, đây là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay là giả cách núp với cái hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp đồng vay tiền. Thì tòa đã có cái nhận định rằng là cụ thể về nguồn gốc phát sinh tranh chấp, về mục đích ký chuyển nhượng và những cái thỏa thuận trong cái quá trình giải quyết vụ án mâu thuẫn với nội dung chứng cứ, nhưng tòa án cấp sơ thẩm không thực hiện đối chất các đương sự để làm rõ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trả nợ hay hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giao dịch bình thường, là giao dịch thực sự thực thụ.
Thực tế thì quý vị và các bạn biết không, hiện tại thì cái uy tín của một con người ngày càng xuống cấp. Tôi cũng không thấy lầm lạ, vì tôi cho rằng là xã hội ngày nay còn có những cái biến cố, những cái do cái ảnh hưởng của mạng xã hội, do những cái thứ khác tác động đến. Tuy nhiên chúng ta là những người dân, chúng ta vẫn biết và vẫn tôn trọng sự thật. Đặc biệt là những quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn là những người đang quan tâm đến vấn đề đối chất, thì chúng ta, khi chúng ta, nếu giả sử chúng ta là nguyên đơn, chúng ta đến tòa, thì chúng ta cho rằng cái việc mà cái chứng cứ của phía bên kia đưa ra nó không thật, nó không đúng sự thật khách quan, thì chúng ta có quyền yêu cầu tòa án tiến hành đối chất. Cũng như vậy, bị đơn nếu cho rằng một cái chứng cứ nào của phía biên nguyên đơn, giống như trong trường hợp cái hồ sơ này, mà họ thấy được rằng cái việc, cái chứng cứ này sẽ bất lợi cho họ, và họ cho rằng chứng cứ này không thực sự khách quan, thì họ có quyền yêu cầu đối chất. Thưa quý vị và các bạn, kết quả đối chất là một trong những nguồn chứng cứ để tòa án có những cái phán quyết đối với trong cái vụ việc tranh chấp vụ án dân sự. Tuy nhiên theo tôi thì tòa án không nhất thiết phải lấy một cái chứng cứ là đối chất, mà còn nhiều những cái chứng cứ khác. Ví dụ như trong tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngoài cái việc đối chất thì các bên còn có việc là đặt cọc hay không, giao nhận nhà chưa, và ý chí của các bên trong vụ việc này như thế nào, năng lực hành vi dân sự, chủ thể, nội dung hình thức của hợp đồng đã có phù hợp với quy định của pháp luật hay chưa. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn chúng tôi là những người cố gắng đem cái thông điệp đến cho mọi người, với ước mong dân ta phải biết luật ta ngày càng phát triển hơn nữa. Tôi mạnh dạn ra những cái video nó gần gũi nhất trong cái đời sống hàng ngày mà văn phòng luật sư có được trong quá trình tư vấn, trong quá trình hành nghề, và mong muốn gửi đến cho quý vị và các bạn. Tôi cũng có một cái san sẻ nhỏ là hôm qua thì tình cờ phát hiện ra một người bạn ở lứa tuổi của tôi cũng đã ra đi, và cảm thấy rằng quý giá lắm, trân trọng lắm những gì mình có được ngày hôm nay. Và tôi nghĩ quý vị và các bạn cũng vậy. Nếu như trong trường hợp chúng ta sẽ biết chừng mực, nếu chúng ta là nguyên đơn, chúng ta sẽ biết chừng mực trong khởi kiện, chúng ta là bị đơn, chúng ta biết ở điểm dừng, thì như vậy cái xã hội nó càng ngày càng phát triển. Dĩ nhiên trong bất kỳ một xã hội nào vẫn có những tồn tại, những có phát sinh tranh chấp, nhưng nếu chúng ta biết ở mức độ vừa phải, nếu quyền lợi của chúng ta bị xâm hại, chắc chắn chúng ta sẽ nộp đơn khởi kiện ở tòa. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta bị người ta khởi kiện ở tòa vì như thế nào đó, thì chúng ta hãy ngồi lại với nhau xem sự việc này có được, có hòa giải được hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trải nghiệm, mặc dù là dài lê thê, của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.